Chào các bạn, hôm nay Jason sẽ nói về cổ phiếu Tesla. Hôm nay mình sẽ không có đề cập đến chuyện khi nào Tesla sẽ lên. Vì, vì nếu như các bạn để ý thì Tesla lên xuống không có đi theo thị trường. Chắc là khi thị trường đi lên Tesla cũng có thể đi xuống hoặc là khi thị trường đi xuống mà Tesla cũng có thể đi lên. Thông thường Tesla lên xuống là do tin tức từ bên trong của công ty Tesla. Tesla là một công ty tốt, có rất nhiều sản phẩm mà hiện tại có rất hiếp công ty có thể cạnh tranh, nhất là về mảng xe thì hiện tại các bạn cũng biết xe điện rất là phổ biến thì tất cả những hãng xe hơi khác cũng đang làm xe điện. Nhưng số lượng xe điện mà bán ra thì Tesla là đang đứng đầu cũng như về chất lượng. Mình nghĩ sớm muộn gì giá cả công ty Tesla cũng sẽ lên lại đặc biệt trong thời gian sau này khi những sản phẩm sắp tới đây như là robot taxi và những dòng xe điện của Tesla và với cái giá rẻ hơn dành cho nhiều người có thể mua được thì mình nghĩ điều này nó cũng sẽ giúp cho cổ phiếu của Tesla sẽ lên lại sớm muộn mà thôi. Còn trong video hôm nay cái điều chú ý mình muốn nhấn mạnh đến là nếu như những bạn nào không có khả năng day trade hoặc là không có thời gian day trade hay là không thích day trade mà thích mua cổ phiếu Tesla thì các bạn có thể nhìn vào Tesla với cái hình thức mua swing trade. Các bạn nhìn vào cái lịch sử của Tesla trong một năm nay thôi các bạn cũng thấy Tesla đã lên xuống ít nhất là trên 5 lần và mỗi lần Tesla lên xuống là từ dao động từ 20 cho đến 50 điểm thì điều này có thể giúp cho các bạn kiếm rất nhiều tiền khi các bạn có thể trade theo hình thức swing. Các bạn nhìn vào trong hình các bạn cũng thấy mỗi lần test là lên xuống từ 20 đến 50 điểm rất là nhiều. Thì nếu như các bạn mua share với số lượng khá khá thì các bạn cũng đã thắng rất là nhiều có thể lắm một mỗi lần các bạn đã thắng được vài ba ngàn. Nếu như các bạn mua ít nhất là 100 share thì chỉ cần các bạn coi cái chart đơn giản thì test là về ở cái mức level nào các bạn có thể mua vào ở cái mức đó và khi nó lên lại thì các bạn bán ra các bạn có thể làm như vậy nhiều lần trong một năm thì nó cũng giúp các bạn kiếm tiền không có tệ vì may mắn là cổ phiếu thác là, là, cổ phiếu có độ dao động rất là tốt lên nhiều xuống nhiều và nhiều lần như vậy trong nhiều năm qua chứ không riêng gì một năm vừa rồi và nếu các bạn muốn biết làm sao có thể mua cổ phiếu với hình thức swing như vậy thì các bạn có thể học những cái lớp về day trade bạn có thể vào trong website của Jason để biết chi tiết về những cái lớp day trade hoặc là các bạn có thể liên lạc Jason qua cái số phone trên màn hình mình có thể tư vấn giúp cho các bạn và nếu như bạn muốn học in person thì sắp tới đây ngày 29 tháng 9 tại tiểu bang và North Carolina thành phố Charlotte Jason sẽ có mặt ở đó chia sẻ kiến thức trong thị trường chứng khoán nếu các bạn có nhu cầu muốn học để đầu tư thành công thì các bạn có thể ghi danh để gặp Jason tại nơi đó cảm ơn các bạn đã theo dõi video hôm nay và hẹn gặp lại các bạn vào video lần sau